Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 13, Đảng chỉ lo nhân sự, dân muốn bỏ độc tài. Hội nghị Trung ương 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đang diễn ra ở Hà Nội từ ngày 5 tháng 10 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tại hội nghị này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thảo luận cho ý kiến và xem xét tình hình kinh tế, xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 của Việt Nam, cũng như tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng dự kiến họp vào đầu năm sau. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc hội nghị được truyền thông Việt Nam loan tải rộng rãi, kêu gọi các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý kiến sâu sắc về phát triển kinh tế, xã hội và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đặc biệt, công tác của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 được xác định tại hội nghị là một nội dung trọng yếu bên cạnh một số vấn đề khác, đó là vấn đề nhân sự rất quan trọng. Tuy nhiên, ý kiến từ trong giới quan sát chính trị Việt Nam trong dịp này đã đặt câu hỏi với đài BBC tại London rằng nhân sự mạnh nhưng đường lối vẫn yếu thì sẽ ra sao? Kỳ vọng, mong đợi thực sự là gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ Hà Nội đã chỉ ra 4 nội dung mà Hội nghị 13 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận như sau. Nội dung văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Theo thông lệ Việt Nam, văn kiện mỗi kỳ đại hội Đảng đều là kim chỉ nam cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo. Vì thế, đây luôn là một nội dung được đông đảo người dân quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi mà tôi đang rất nóng lòng muốn biết trong 5 năm tới, cái đột phá chiến lược sẽ là gì? Từ Sài Gòn, Phó giáo sư Mạc Văn Trang muốn xem liệu Đảng có đưa ra chủ trương thay đổi gì về chính sách đối nội, đối ngoại hay không. Chứ còn về nhân sự, như hội nghị này có thể sau hội nghị này có thể bàn và còn bàn tiếp nếu chưa xong. Nhiều vị lãnh đạo lão thành cách mạng thì quan tâm, còn người dân như tôi nghe thấy, họ nói là anh nào lên thì cũng như thế thôi, ông bà nào cũng thế cả. Phó giáo sư Mạc Văn Trang nói dân đang muốn thay đổi thực sự vào cái ý nghĩa về mặt chủ trương, chính sách, đường lối, từ dân chủ hóa cho đến thuế, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình tại hội nghị. Hiện nay, người ta đang còn rất nhiều người dân, đồng bào khó khăn, nhất là những vùng yếu kém, yếu thế, họ còn rất khổ. Do đó, người ta hy vọng có những cải thiện cụ thể, kể cả về y tế, giáo dục nữa. Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh, nguyên giảng viên khoa lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì muốn biết liệu Đảng có bàn luận và đưa ra được một dự thảo kinh tế chính trị sáng suốt hay không. Việt Nam liệu có trở thành một quốc gia vừa phát triển kinh tế, vừa ổn định chính trị, dân chúng tin vào Đảng, chính quyền, điều đó là con đường tốt nhất từng bước thoát chung và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Ông Sinh đã xác định như vậy. Thế nhưng, điều này tùy thuộc vào việc ban lãnh đạo của Đảng có nhận ra họ cần phải và nhất định phải thực thi thể chế dân chủ trong Đảng và tiến tới dân chủ hóa nền chính trị đất nước. Nhân sự mạnh nhưng đường lối thì yếu, đó là điều đang đặt ra. Khi được hỏi đâu là điều được quan tâm nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc hội nghị Trung ương lần này, ông Mạc Văn Trang thì nói chẳng có gì mới, vẫn là những loay hoay về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại và đặc biệt là vấn đề nhân sự. Xem ra họ đang lo lắng nhất về vấn đề nhân sự, nhưng thực ra đó dù thế nào cũng chỉ là lo lắng ở trong Đảng, còn dân người ta chẳng mấy quan tâm. Các vị đó đang lo lắng làm sao cân đối giữa các phe phái, giữa các vùng miền, giữa các lứa tuổi, rồi giữa các nhánh quyền lực dọc, ngang, trung ương, địa phương, rồi răn đe nhau về chạy chức, chạy quyền, phe phái. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo nội dung tại kỳ họp. Xem ra, trong nội bộ họ rất lo lắng chuyện nhân sự vì nếu không có dàn xếp mặc cả khéo, có thể đổ vỡ, bất ổn, lộ ra nhiều thứ. Còn đối với người dân, tôi thấy họ chẳng quan tâm đến chuyện nhân sự đó. Ông Lê Văn Sinh thì lại quan tâm hai vấn đề khác.
Thứ nhất là liệu trong 5 ngày làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 có chọn ra được một ban lãnh đạo mới hơn 200 người thực sự là tinh hoa không chỉ của Đảng mà của dân tộc Việt Nam hay không? Và liệu có vị nào phát hiện ra loại bỏ những kẻ cơ hội chạy chức, chạy quyền, chạy cơ cấu? Và thứ hai, liệu Hội nghị 13 có đưa ra được các dự thảo văn kiện chính trị tiến bộ thoát khỏi sự giáo điều, cũ kỹ, lạc hậu và lạc điệu hay không? Trước câu hỏi liệu những câu hỏi đặt ra và điều quan trọng và trọng tâm trên có thể được đáp ứng với kết quả thỏa đáng hay không ở hội nghị này, hay còn phải đợi hội nghị lần sau hoặc tới khai mạc đại hội, các ý kiến đã bình luận. Ông Mai Thanh Sơn không quan tâm nhiều đến việc hội nghị này có thể giải quyết được cả 4 vấn đề mà Tổng Bí thư nêu ra hay không. Ông nói, tuy nhiên, theo tôi biết, các tiểu ban đã có thời gian khá dài để chuẩn bị cho văn kiện cũng như nhân sự để chỉnh đại hội. Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 không còn nhiều. Sự thống nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng lúc này là cần thiết. Nếu Hội nghị 13 khóa 12 không đạt được kết quả như ông Tổng Bí thư chỉ đạo và mong đợi, tôi e rằng dư luận sẽ có những câu hỏi hoài nghi về sự đoàn kết trong Ban chấp hành. Đây là hình ảnh các đại biểu dự hội nghị. Ông Mạc Văn Trang tin rằng chắc phải họp độ 2 lần nữa trước đại hội. Đặc biệt với các Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề nhân sự họ rất sợ hãi. Vì về bản chất họ không có tự do, dân chủ, không có tự do ứng cử, tự do bầu cử, mà thay vào đó là những dàn xếp sắp đặt cò kè mặc cả nội bộ, nên ra đại hội chỉ là diễn lại mà thôi. Ông Lê Văn Sinh e rằng những vấn đề được nêu ra như ở trên không thể được giải quyết rốt ráo trong hội nghị 13 này. Đơn giản là vì chưa thấy một triệu chứng nào phản ánh sự đổi mới trong đường lối chính trị và tư duy cầm quyền của những người nắm giữ quyền lực của Đảng, tương tự như đêm trước của đổi mới kinh tế đại hội lần thứ 6. Những tháng cận kề đại hội, ngay trước và giữa các hội nghị cuối của khóa 12, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một bài viết trình bày quan điểm của ông trên tư cách nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cầm quyền. Trong các bài viết, ông Tổng Bí thư đã thể hiện một số trăn trở theo truyền thông nhà nước khi ông đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu, trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng và Đại hội 13 là chúng ta phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương, một bộ chính trị và một ban bí thư mạnh và thực sự đoàn kết. Khi được hỏi liệu phát biểu hay thông điệp này có hàm ý nghĩa hay ẩn ý gì không và liệu có thực hiện được không như trăn trở của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như có thể và đạt được như thế nào, các nhà quan sát đã nói với đài BBC như sau. Ông Mai Thanh Sơn thì cho rằng ông Tổng Bí thư đã rất chân thành và thẳng thắn khi ngụ ý rằng Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khóa 12 không thực sự mạnh và đoàn kết. Các thành phần cơ hội thời nào cũng có. Bên cạnh đó là tình trạng bè phái lợi ích nhóm địa phương chủ nghĩa, diễn biến tâm lý theo chiều hướng tiêu cực của một số cá nhân khi được ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Tất cả các yếu tố đó đều có thể tạo nên những thách thức rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng. Thay vì chỉ đốt lò, tức là xử lý các cán bộ khi tội trạng đã hoàn thành như những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam cần tăng cường công tác theo dõi, giám sát, mở rộng dân chủ trong dân chứ không chỉ nằm trong Đảng, và có cơ chế phản hồi và trách nhiệm giải trình linh hoạt, nhạy bén và kịp thời hơn nữa. Cuối cùng, các nhà bình luận thời sự và chính trị từ Hà Nội và Sài Gòn chia sẻ với Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt dự phóng của mình về kết quả kỳ Hội nghị Trung ương 13 khóa 12. Ông Mai Thanh Sơn không kỳ vọng nhiều ở điều căn cốt nhất là hội nghị có thể chốt được một chủ trương mang tính đột phá trong tư duy hay tư tưởng và mô hình phát triển kinh tế xã hội hợp lý hơn trong tương lai gần. Đây là hình ảnh dự án tai tiếng chi tới 11 tỷ đồng làm khẩu hiệu có 11 từ ở tỉnh Hòa Bình đang làm giang dở, nay đã bị tạm ngưng vì dư luận phản đối. Ông Mạc Văn Trang nghĩ là hội nghị lần này vẫn chưa xác định được. Hội nghị này vẫn chỉ là thảo luận, cân nhắc thôi, và trong quá trình thảo luận thì vẫn còn phải nghe ngóng rất nhiều dư luận, cũng như nhiều chiều, nhiều hướng, cho nên chắc chưa thể rõ ràng hết được. Ông nói tiếp, tôi nhấn mạnh là Đảng Cộng sản làm đại hội thì họ thường nhắm vào mục tiêu là thật chắc ăn, khi đã đưa ra thì coi như phương án đã đóng khung rồi, chỉ bỏ phiếu hình thức mà thôi, không thể thay đổi hoặc rất ít thay đổi. Ông Lê Văn Sinh thì nghĩ Hội nghị Trung ương lần thứ 13 rồi cũng đạt được những kết quả mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn. Nhưng tôi không hy vọng một cuộc thay đổi tích cực về công tác chuẩn bị văn kiện chính trị đã có tính đột phá sẽ được trình tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, kể cả một ban lãnh đạo mạnh mẽ, đoàn kết trí tuệ để kết thúc một trường đoạn trong lịch sử Việt Nam. Ông Mạc Văn Trang thì bình luận về ý kiến trên tách đôi Đảng Cộng sản như sau.
Sau khi nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh, tự lãnh Ba Sàm đã trả lời đài BBC, Đảng Cộng sản tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn, đã gây xôn xao dư luận. Thế là mình cũng bị vạ lây, nhiều bạn bè, nhà báo cứ hỏi ý kiến thế nào. Thôi thì cứ nghĩ sao nói vậy cho vui. Trước đại hội đảng lần thứ 13 thì mọi thứ đã chốt chặt cả rồi. Rà soát từng đảng viên dự đại hội, sắp đặt từng vị trí như một cỗ xe đã được thiết kế sẵn rồi. Cho nên mình có nói thế nọ thế kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại hội. Thực ra ai cũng thấy độc đảng toàn trị, lấy áp đặt tư tưởng, tuyên truyền, dối trá, bạo lực để cai trị xã hội đã dẫn đến hệ tệ hại cho dân tộc, cho xã hội, cho con người không lường hết. Kinh tế có tăng trưởng, bộ mặt vật chất, kỹ thuật, công nghệ, đời sống xã hội có một diện mạo mới. Nhưng bản chất xã hội, con người nhìn vào bất cứ ngành nào, cấp nào, tầng lớp xã hội nào cũng hư hỏng, tha hóa, ghê gớm. Quan chức thì tham lam, ích kỷ, phe nhóm, cướp bóc, vô trách nhiệm. Có ai còn uy tín với dân đâu? Từ nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, anh hùng, tướng lĩnh cũng thối nát. Các giá trị chân, thiện, mỹ bị lộn nhào hết. Đây là hình ảnh bị bắt tạm giam mới đây vì nâng khống giá thiết bị y tế ăn dày trên lưng bệnh nhân là bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Ông là chiến sĩ thi đua toàn quốc, là thầy thuốc nhân dân và được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo giỏi, là anh hùng lao động từ năm 2015. Đất nước tụt hậu so với các nước trong khu vực về nhiều chỉ số cơ bản. Đời sống xã hội bị bóp méo, bất bình thường. Nhân cách con người bị tha hóa ở mọi tầng lớp. Bao nhiêu người Việt Nam đã ra nước ngoài lao động, gây tai tiếng tùy hổ. Bao nhiêu cô gái phải đi làm điếm, tội tình, nhục nhã. Lương tri của dân tộc, của mỗi công dân, kể cả tầng lớp có học hành, dường như đã trơ lì, không còn biết thức tỉnh, không biết sám hối, không biết hổ thẹn. Để đất nước thoát khỏi sự khủng hoảng trầm trọng, phục hưng những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của con người Việt Nam và hòa nhập vào các giá trị tiêu chuẩn của văn minh nhân loại, buộc phải thay đổi để thể chế theo những mô hình tiến bộ, phải đa đảng để cạnh tranh, phải tam quyền phân lập, tự do ứng cử, phải phát triển xã hội dân sự. Việt Nam đã trải qua bao khổ đau do chiến tranh, loạn lạc. Giờ đây ai cũng muốn được sống trong hòa bình và ổn định. Nhưng ổn định trong tình trạng Đảng Cộng sản toàn trị, độc tài như tình hình hiện nay thì sớm muộn cũng nổ ra bất ổn. Vậy thì cách tốt nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động dân chủ hóa xã hội theo mô hình tiến bộ là tối ưu nhất. Hai đảng cùng từ Cộng sản mà tách ra cũng chẳng sao. Bố ra công ty cho hai anh em con trai cùng quản lý, làm ăn chẳng ra gì. Ông chia ra làm hai công ty, hai thằng cạnh tranh nhau quyết liệt và cùng phát triển tốt. Hai đảng cạnh tranh nhau để dân có sự lựa chọn và họ sẽ kết nạp vào đảng của mình những nhân tố mới, loại bỏ dần những phần tử ăn hại để trở thành một đảng chính trị hoạt động theo pháp luật và dần trở nên tử tế hơn. Khi đã có hai đảng thì quốc hội mới độc lập, tòa án, quân đội, công an, bộ máy tuyên truyền và các đoàn thể xã hội mới không thuộc độc quyền toàn trị của một đảng. Do đó, xã hội được dân chủ hóa, mọi hoạt động trở nên bình thường, theo quy luật, phù hợp, tiến bộ thì tồn tại, phản tiến bộ, phi lý thì vứt bỏ, tránh được duy ý chí, một mình một chợ, vừa đá bóng, vừa thổi còi, hành động vô pháp, vô đạo mà bao che nhau, không bị trừng phạt. Hãy bắt đầu như vậy, rồi sẽ có nhiều hơn và từ từ sẽ có tất cả. Đó là một ước mơ có thể hão huyền, nhưng biết đâu sẽ trở thành hiện thực. Có ai cấm ta mơ ước? Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 với bản tin Hội nghị Trung ương 13, Đảng chỉ lo nhân sự, dân muốn bỏ độc tài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.